bất ngờ trước nhan sắc con gái bị bỏ rơi của Thẩm Thúy Hằng. Con gái của Thẩm Thúy Hằng tên là Nguyễn Thụy Thi Hằng, cô thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ nổi tiếng. Là một trong những mỹ nhân Sài Gòn thời kỳ trước năm 1975, Thẩm Thúy Hằng nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp và tài năng diễn xuất vượt trội. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan. Tuy nhiên, do phẫu thuật thẩm mỹ quá đà mà dung nhan tuyệt mỹ của Thẩm Thúy Hằng bị hủy hoại nặng nề. Bà đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ và phải sử dụng phương pháp tiêm Botox thường xuyên để chống chọi với sự tàn phá của hóa chất trong cơ thể. Ngoài ra, cuộc sống của Thẩm Thúy Hằng luôn đối mặt với nhiều nỗi bất hạnh, bị con gái từ mặt, sống cô độc ở cuối đời. Thẩm Thúy Hằng có 4 người con trai hiện ở nước ngoài và đều thành đạt, nhưng ít ai biết rằng bà còn có một người con gái thất lạc khác. Thẩm Thúy Hằng đã công khai rằng bà có một đứa con gái bị bỏ rơi vào lúc đang ở tột đỉnh vinh quang. Đứa bé gái này bà đặt tên là Nguyễn Thụy Thi Hằng để đánh dấu thời kỳ vinh quang ấy. Do hoàn cảnh, bà đã gửi cho một gia đình quen nuôi dưỡng. Nhưng sau này, gia đình đó sang Mỹ và đứa con gái của Thẩm Thúy Hằng cũng theo cha mẹ nuôi, đi mất từ thời điểm đó. Sau nhiều lần tìm kiếm, Thẩm Thúy Hằng đã tìm ra manh mối đứa con gái bị thất lạc của mình và mong sẽ có ngày đoàn tụ. Cô con gái thất lạc của nữ diễn viên có nhan sắc giống Thẩm Thúy Hằng như hai giọt nước. Thẩm Thúy Hằng, thảm họa nhan sắc lúc cuối đời. Là một mỹ nhân lại là người nổi tiếng đối với công chúng suốt mấy thập niên. Nhưng Thẩm Thúy Hằng ở tuổi xế chiều có một cuộc sống hoàn toàn khép kín. Cuộc đời của một minh tinh màn bạc, một phụ nữ sắc nước hương trời, sự nghiệp nghệ thuật lẫy lừng đến hồi kết thúc với số phận nghiệt ngã. Lấy chồng sớm và đứa con định mệnh. Sài Gòn trước năm 1975, chỉ nói riêng trong thế giới giải trí, Thẩm Thúy Hằng được xem là biểu tượng của nhan sắc. Thời con gái, bà đẹp một cách tự nhiên, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, môi trái tim, cằm trẻ, cơ thể chuẩn cả ba dòng, một vẻ đẹp hoàn hảo mà nếu nói như bây giờ là đẹp từng cm. Rất nhiều cô gái thời đó lấy hình tượng sắc đẹp của Thẩm Thúy Hằng làm mẫu để maquillage làm sao cho giống Thẩm Thúy Hằng. Không chỉ ở gương mặt mà còn giống y như kiểu tóc uốn dài, gợn sóng, thả bồng bềnh xuống vai. Mặc áo dài những eo phô diễn, những đường cong tuyệt mỹ. Thế vẫn chưa đủ, các cô gái còn dập khuôn theo Thẩm Thúy Hằng để chọn cho mình cách phục trang, xài mỹ phẩm, đồ trang sức và cả các sở thích đời thường như món ăn, thói quen mua sắm, hàng quán mà bà thường lui tới. Thẩm Thúy Hằng không chỉ là thần tượng về nhan sắc trên sân khấu, phim ảnh mà còn ngay cả trong đời thường. Thập niên 60-70, Sài Gòn là thế giới của phồn hoa đô hội. Chiến tranh gần như không ảnh hưởng nhiều trong khu vực nội thành, nên không khí ăn chơi, giải trí vẫn náo nhiệt. Về đêm với những quán bar, phòng trà, vũ trường, mở cửa tới tận giờ giới nghiêm. Giới nghệ sĩ thường sống về đêm và không ít người đẹp trong giới đã gây ra những scandal tình ái nổi đình nổi đám, mang tai tiếng khiến dư luận bàn tán, dèm pha và cánh báo chí Sài Gòn đua nhau khai thác chuyện giật gân để bán báo. Nhưng riêng Thẩm Thúy Hằng càng nổi tiếng càng khéo léo giữ mình. Bà sống gần như cho công việc và danh vọng, ít có mặt ở những chốn ăn chơi phù phiếm để tránh tiếng thị phi. Nhiều đại gia giàu có, vương tôn công tử sẵn sàng bỏ cả đống tiền để chinh phục mỹ nhân, nhưng Thẩm Thúy Hằng đều không quan tâm, do đó hầu như không có tai tiếng gì để dư luận bàn tán. Báo chí được dịp khai thác chuyện scandal tình ái đời tư, dù lúc đó báo nào cũng có trang kịch trường hoặc có báo chuyên đề về sân khấu kịch trường từng viết nhiều bài về Thẩm Thúy Hằng, nhưng không moi được gì ngoài sự nghiệp đang lên của bà. Thân phụ của Thẩm Thúy Hằng là một công chức mẫn cán trong công việc và nghiêm túc trong đời riêng. Ông mất sớm, Thẩm Thúy Hằng ở với mẹ và các anh. Năm 1959, theo sự sắp xếp của thân mẫu và mấy người anh, Thẩm Thúy Hằng lập gia đình. Người đàn ông đầu tiên trong đời bà lớn hơn bà 2 tuổi và họ có với nhau một đứa con vào năm 1961. Đó là đứa con gái mà Thẩm Thúy Hằng sau này đã gửi cho cha mẹ nuôi, rồi họ ra nước ngoài năm 1975, mang theo cả đứa bé để giờ đây đối với bà thành nỗi khổ đau dằn vặt khi cô gái ấy cự tuyệt không nhìn mẹ. Cô gái ấy là Nguyễn Thụy Thi Hằng,
con gái đầu của bà với người chồng đã chia tay do hai ông bà sống không hạnh phúc, đầy mâu thuẫn nên họ đã quyết định ly hôn. Cô Nguyễn Thị Thị Hằng khi trả lời phóng viên trên màn ảnh truyền hình Mỹ ngày 8 tháng 1 năm 2011 đã lạnh lùng tuyên bố nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng không phải là mẹ cô. Và người ta đã hiểu vì sao ngay sau đó Thẩm Thúy Hằng đã bày tỏ sự đau khổ, day dứt của mình về sự kiện này trong những ngày cuối đời.